Hello tất cả em nha và chào Monroe quay trở lại với channel của mình. Mình là Bilsugi đây và chào Monroe quay trở lại với cái series mà Bilsugi chơi đối với chân lý mùa 5 nè anh em ơi. Thì ngày hôm nay mình sẽ cùng tiếp tục thực hiện những thử thách cũng như là những ý tưởng mà anh em đặt ra cho mình nha. Thì nếu như anh em nào muốn mình làm gì á, từ thử thách nào, đồ dị nào hoặc là meta nè, thì hãy cứ bình luận ở phía dưới hoặc là có thể trực tiếp inbox qua Facebook của mình nha, để mình có thể thấy rõ hơn với lại là cách chơi như thế nào á. Cảm ơn rất là nhiều. Ngày hôm nay thì mình sẽ làm một cái thử thách, đó chính là Aphelos 3 sao kết hợp với lại là 9 suy vong. Thì cái này nó cũng khó mà nó cũng dễ nữa mà. Tại vì 9 suy vong á là có sẵn 9 con tướng rồi, nhưng mà muốn kiếm được Aphelos mà suy vong nữa bắt buộc phải là có biến suy vong nha. Mà cái biến suy vong này là cần phải có đồ hắc ám anh em. Một á là thì vàng hắc ám, còn hai á là kiếm bé hắc ám nha. Thì mình đang có kiếm bé hắc ám nè. Giờ nếu mà muốn gọi là tối ưu hóa đồ thì phải là thì vàng hắc ám anh em. Chứ tại vì lúc đầu cái đến giờ là mình chỉ có đúng một cái kiếm bếp thôi, nhưng mà nó lại là kiếm bếp thường nữa, nên giờ mà muốn biến siêu vong là phải là thì vàng hắc ám thì mới biến được. Hơi khó đó. Lúc đầu cái đến giờ là mình fit liên tục, gọi là không thắng một trận nào luôn anh em, để chỉ fit máu và xuống lấy cái thì vàng thôi, nhưng mà hai rao đi chợ liên tục rồi không ra cái gì cả. Giờ đang cố gắng fit máu nốt cái trận thứ ba nè, để ra đi chợ thứ ba cái thì vàng hay không nè. Thì siêu vong này nếu mà muốn 9 siêu vong á thì nó cái khó thứ nhất á là phải là level 9. Phải là level 9 nha thì mới đủ 9 siêu vong. Còn cái khó thứ hai á là mình phải roll được Aphelos 3 sao, mà thường roll tướng 4 tiền 3 sao á là mình sẽ roll nó level 8 anh em à. Mà sợ mình roll nó level 8 nó không ra á, hoặc là ra rồi thì tiền đâu mà up lên level 9. Đó chính là cái khó thứ hai. Thật sự là muốn vừa Aphelos 3 sao mà vừa là 9 siêu vong á, nó cần phải có rất là nhiều điều kiện nó kết hợp lại. Nên thật sự là nếu mà không ngoa nha anh em ơi, thì ý tưởng này cũng khá là khó đó. Nhưng mà anh em đừng lo, anh em muốn mình làm gì thì cứ bình luận ở phía dưới, mình sẽ cố gắng mình thử á. Cái nào mà làm được thì mình làm luôn, còn nào khó đó, thì mình sẽ cố gắng mình làm đi làm lại nha. Nên có nhiều cái ý tưởng mà anh em đưa ra cho mình đó là mình chưa làm, tại vì mình chưa làm được anh em à. Nó khó quá. Ui, cái con Afe này mà không lấy nữa thôi, con này mới lấy đây anh em ơi. Trời ơi là trời. Afe cầm thì vàng hắc ám anh em à. Ai lấy không? Ai lấy không? Không lấy là tôi lấy á. Rồi mình xin nha. Ui đúng tướng mà đúng đồ mà đúng thời gian đúng thời điểm luôn anh em à. Không chệch một phát nào. Hợp lý quá nhờ. Ok. Ngon nghẻ luôn. Cái này nếu như mà mình có 10 slot á là mình bỏ 10 siêu vong vào được luôn á. Tại vì 9 siêu vong á là có đủ 9 tướng luôn á nha. Thật sự là không biết tại sao mà Riot lại ưu ái như vậy. Như mấy con thiên thần các kiểu nè, hay là mấy con khác á thì phải là có biến á anh em à, thì mới lên được 9. Còn riêng cái hệ siêu vong này không cần biến luôn, còn vẫn là được 9 á, hơi bị ảo. Hơi bị ảo mà. Cái này là kiếm bếp mới biến được cái siêu vong nè. Còn ở đây lưng là biến ma sứ, nước mắt là biến tia hắc ám, ác quỷ. Có rất là nhiều anh em bảo là mình thử làm Draven ác quỷ nè, Kayle ác quỷ nè, hoặc là Vayne ác quỷ gì á. Thì mình đang cố gắng mình làm đây anh em ơi. Mình có làm một con gọi là Sion ác quỷ rồi. Anh em nào mà chưa xem thì có thể ghé lại xem nha. Sion ác quỷ với lại là Sion quân đòn á, nó đấm cũng hơi bị lực. Mình có đăng rất là nhiều những cái thử thách đồ dị cũng như là những cái meta lên kênh của mình á. Anh em nào muốn theo dõi thì có thể lên kênh của mình xem lại nha, hoặc là có thể lên YouTube á. Anh em search tên là Bilsugi với lại là thử thách mà anh em muốn mình làm á, anh em cứ search đi, có khi là mình làm rồi mà anh em chưa biết á. Anh em nào muốn theo dõi thêm những cái video hay, hoặc là những cái meta hot, hoặc là những cái đồ gì khác á, thì đừng quên bấm đăng ký kênh nha, cũng như cái chuông anh em à, nút like nữa, động lực rất là lớn luôn á, để cho mình có thêm nguồn cảm hứng mình làm những video thật là chất lượng hơn mỗi ngày. Thank you anh em nhiều nha. Thua là không chịu phát nào luôn anh em à, thua 7 trận rồi. Khổ mắt cái đấy à. Thua là lấy đồ với lại là lấy cái chủ thua nữa. Tại vì không chơi chủ thắng được thì chỉ còn cách gọi là chơi chủ thua thôi chứ sao giờ anh em. Mình đang bích những con tướng suy vong gọi là rẻ tiền nhất á, để tí nữa lên level cao khỏi cần kiếm, mất công lắm. Như là Vayne, Hecarim, rồi Torres, rồi cả Warwick nữa nè anh em à. Tí nữa mình nếu mà muốn chơi 9 suy vong thì tất nhiên rồi phải còn mấy con này. Mà tí nữa lên level 8, level 9 đồ khó kiếm lắm. Giờ nếu mà tí nữa đánh quái mà rớt đồ đẹp nhất á, anh em biết là gì không? Đó chính là cái thùy vàng. Alo, đó chính là cái Neko. Một cái Neko hoặc là thêm một cái thùy vàng với lại là một cái kiếm bé hắc ám nữa.
Nếu mà ra được vậy thì ok quá. Mà dù anh em có biến siêu vong nhiều đến thế nào á, thì bắt buộc phải lên level 9 nha. Phải lên level 9 thì mới đủ 9 siêu vong nha anh em ơi. Bắt buộc luôn á. Còn không lên á, thì không bao giờ đủ luôn. Từ đầu game đến giờ là không thắng được phát nào. Cứ bị ăn đập thôi anh em ơi. Không thắng được một phát nào luôn. Kata 2 style nè. Khổ chưa. Không biết cái đồ hình này ăn quá được hay không chứ nói gì anh em. Ok lên level cái nha. Khổ quá mà. Được cái là Vayne với lại là Aphelos kết hợp là có cung thủ luôn. Nó cũng đỡ. Neko đây. Rất là cần Neko luôn anh em à. Gậy nữa. Trận này rất gậy hơi nhiều á nha. Mình không lượm một cái gậy luôn á. Bởi vì mình nó rớt ba cái gậy rồi. Aphelos thai. Ok. Lên luôn nha anh em. Tại vì con Aphelos của mình là đã cầm một cái kiếm bếp sẵn rồi. Xong một cầm một cái thì vàng hắc ám nữa. Nó tự ghép luôn. Cái đồ này mình đang phân vân nè. Tại vì cái đồ này chỉ hết Karim cầm cũng khá là ngon á. Nhưng mà nó mới một sao à. Cầm thì nó hơi phí đồ á anh em à. Thôi ghép đồ cho Torres đi. Này cho Kata đi. Hết Karim carry mà mới ghép đồ. Còn hết Karim này một sao cù bắp như thế này thì ghép làm cái gì. Không có kỵ sĩ nữa nha. Không có kỵ sĩ. Hết Karim nó giấy lắm. Đó, Aphelos bắn được anh em à. Cái này là Aphelos 2 style nha. Đừng đùa. Đừng đùa, đừng đùa. Có nhiều anh em hỏi á, là tại sao lại làm Aphelos suy vong. Mình đã từng trả lời rồi anh em à. Mình có thể nói luôn á, là Aphelos này là chơi được Aphelos ma pháp sư luôn. Hoặc là Aphelos tiên hắc ám luôn nha. Tại vì nó bắn thường á, thì cũng đau đó. Nhưng mà anh em đã từng thấy nó bắn skill một phát là one shot chưa. Aphelos 3 sao kết hợp với 9 siêu vong hoặc là ma pháp sư á là làm được đó nha. Đã bắn một cái anh tiêu thôi là cúp hết. Cúp hết luôn á anh em à. Mình nhớ không nhầm là con này là 3 sao á thì cái tia đạn mà nó bắn ra anh em à là phải là 4-5 tia đúng không. Mà khi mà kết hợp với 9 siêu vong á là nó tăng sát thương nè. Nó tăng sát thương kỹ năng nè. Rồi tăng theo nói chung là nó tăng hết tất cả luôn á. Đây nè đó 80 sức mạnh công kích và sức mạnh pháp thuật cũng như là cộng dồn tối đa 4 lần và cộng thêm 10% chỉ số gì nữa nè. Cộng quá nhiều nữa mà. Cộng chỉ số 10% tối đa 4 lần. Xong rồi cộng thêm 100 mấy chục sức mạnh pháp thuật cũng như là đam công kích. Nếu như mà lên được 9 siêu vong thì em biết rồi đó. Aphelos này là mình lên được 3 sao đúng không. Nó bắn thường á. Đau hay không đau á thì mình không biết. Nhưng mà chắc chắn một cái điều là một cái Wii thôi nè mà không biết phải Wii nữa. Mà chỉ cần một cái skill thôi tem bạn bốc hơi hết luôn. Ủa thì hôm nay Torres đồ ác thế nhỉ. À ôi. Mà mày nó một kéo kìa. Ảo chưa. Ok. Đang vẫn ok đấy. Aphelos carry mà anh em. Có rất là nhiều meta mà về Aphelos rồi đó. Anh em nào mà chưa xem thì tin lên lại kênh của mình xem nha. Nhiều lắm rồi đó anh em. Mình có làm Nidalee siêu né 95% rồi đó. Nhiều anh em bảo là mình làm thử á. Mình làm rồi á nha. Nhiều anh em chưa xem á. Để chừng nào mình thử con à. Úi xồi ôi. Ông kia giành bộ 3 con Aphelos của mình rồi. Anh em nên nhớ là tướng 4 tiền là chỉ có 12 con thôi. Mà muốn lên được 3 sao là mình cần phải có 9 con rồi. Mà chỉ cần gọi là có một người nha. Anh em ơi có một người thôi. Giành 4 con tướng 4 tiền là chắc chắn luôn là con đó là không thể nào lên được 3 sao rồi đó. Trừ khi mà anh em có Neko. Trừ khi mà anh em có Neko thôi. Chứ bị giành 4 con tướng 4 tiền là không thể nào lên được 3 sao luôn. À nó cay đấy nhờ. Thằng này hơi khoai đấy. Hơi khoai đấy. Ông này tiên phong với thiết giáp nhiều dư ba. Bắn sẽ vô máu đây. Để chừng nào mình rảnh mình làm thử Aphelios Mai Pháp Sư đi. Tại vì nhiều anh em cũng bảo mình thử á. Nó bắn thì chắc còn đam còn ghê hơn cái này nữa. Gọi là Aphelos AB đó anh em à. Pháp sư đó. Bắn thường là không đau. Nhưng mà bắn skill một phát là one shot. Nó cũng kiểu kiểu như vậy nè.
Trời ơi, anh em ơi, mất hết đồ rồi, mất Darius, mất Dana, mất đồ hết luôn. Khó thế nhờ, mình tính lấy cái cuộc đao nhờ hắc ám á. Cay thế. Ok, ghép tạm thôi. Tầm này là hết đồ rồi đó. Mấy cái rau đánh quá này mình nhớ không nhầm là không bao giờ rớt ra được đồ hắc ám nha anh em ơi. Nên trừ khi mà anh em chơi long tộc hoặc là anh em còn những cái rau như là 4.2 rồi 3.2 các kiểu á, thì anh em còn có đồ hắc ám anh em chơi hoặc là đi chợ lụm thôi. Chứ tầm này mà đánh quá thì sao mà rớt được anh em ơi, không bao giờ rớt. Long tộc thì chờ được. Những tà đồ hình cũng đẹp rồi đó. À, 6 Steven mà 2 cung thủ với lại là hai hiệp sĩ, ok đó nè. Chủ yếu là không có ma sứ thôi, thì con này nó hơi giấy thôi nè, còn không thì bắn vẫn ok. Đó, vẫn carry được nha. Không có ma sứ thì bị sốc đam rồi, hơi bị sợ rồi. Đúng rồi, giết ông Aphelos này đi, giết ông đi. Hay quá, ông còn nhiều máu, còn 30 máu mà bằng mình luôn hả? À? Khoai thế nhờ. Còn tận 30 máu anh em à. Thôi, chắc là mình sẽ lên level 9 trước đi anh em ơi, tại vì nếu mà bây giờ roll, ui ông 4 con Aphelos rồi, level 7. Level 7 anh em à. Cái tỷ lệ gì đây? Level 7 roll chơi được 4 con Aphelos. Mày game nhái thế nhờ. Thôi chắc là mình sẽ cố gắng mình lên level 9 trước thôi anh em ơi. Chứ level 8 này mà bị dành như vậy mà roll á thì chắc chắn là không ra đó. Ra thì chắc cũng tầm 1-2 con thôi. Nên nếu mà muốn 9 siêu vong như mình đã nói rồi thì bắt buộc phải lên level 9. À, giờ lên sớm một chút. Đúng rồi, bản công này cho mình, đúng rồi. Đúng rồi, tự mình diệt luôn, nice. Ok, thêm 2 round thua nữa là ổng đi đó nha. Thêm 2 round đó, 17 máu anh em. Anh em nào mà xem có hay thì đừng quên để làm một like ủng hộ cho mình nha, cũng như là đăng ký kênh á. Động lực rất là lớn luôn á anh em ơi. Cream 2 à. Có rêu nữa nè anh em à. Garen. Quái trời tướng. Lại gậy nè anh em. What the fuck. Gậy với lại kháng phép ra đúng nhiều luôn á. Anh em để ý không. Gậy trận này đúng nhiều luôn. 4 cái gậy, 5 cái gậy mà không lụm á nha. Không lụm một cái gậy luôn á anh em, mà rớt 4 cái gậy rồi. Mày bị hư cấu thế nhờ, 4 cái gậy anh em mà không lụm một cái. Ảo thật đấy. Ok, bỏ rêu vô nè, đồ hình đẹp vào đó, đồ hình đẹp vào đó. Má coi rớt đồ kìa, không có đồ tăng luôn á anh em. Rớt đồ mà không có đồ tăng để mà ghép luôn á, trời. Ông kia dành 5 con Aphelos rồi. Ông nào giết ông đi sớm đi. Cho ông đi sớm đi anh em. 5 con Aphelos rồi. Giàu thế. Đúng là ấp trứng có khác anh em ơi. Đúng là dân ấp trứng. Giàu quá giàu ạ. Aphelos bắn đẹp. Đúng rồi. Nice. Thắng luôn, nice. Let's go baby. 6 máu, một round thôi. Hơn là cái trận này là chỉ có ông đó giành thôi. Trăm vàng rồi nè. 100 vàng rồi anh em à. Kiểu gì mình cũng bắt lên level 9 thôi.
Tại vì level 9 thì mới đủ. Ui ông này Torres 3 đồ thế giới. Mình sợ là chỉ sợ là ổng một móc là cút luôn mình anh em à. Tại vì team của mình đó là chỉ có con Aphelos 3 đồ này là có đam thôi chứ. Chết một cái là cút luôn cái game. Nói nhìn con Torres nó cũng hơi hơi sợ một chút. Mà trận này có nhiều người chơi Torres vậy mà ổng lên được 3 sao cũng ghê ấy chứ. Tính mình luôn là 4 người chơi Torres đó anh em à, 4 người á. Mà ổng có lên được à, mày ảo thế nhờ. Úi xồi. Mình phải thắng nha. Bắn đi em. Hợp lý, hợp lý. Top 1 với chúng tôi. Ông này đi luôn không? Đi luôn rồi, đi luôn rồi, đi luôn rồi. Trẻ về. Trẻ về đây, trẻ về đây. Roll nhẹ nha anh em ơi. Coi thử có ra không nè. Không ra là hơi xui. Không ra là up lên level 9 đó. Á à, mày ra coi. Ra coi. What the. Đây là một con. Roll từ 100 đồng xuống 50 đồng. À, tính tiền mua tướng nữa thì chắc mình roll tầm hai mấy đồng anh em. Được một con cũng được, tạm tạm thôi. Tại vì tốn tiền nâng rail với lại nâng garen đó nè. Mua Vigo nữa nè mà 10 đồng rồi. Ok, tay mình lật quá, lật quá, lật quá. Hiện tại là mình đang đủ 9 siêu vong luôn rồi nha anh em ơi. Đủ luôn rồi đó. Đủ 9 siêu vong luôn rồi nè. Là level 9 thì bỏ rail, bỏ garen ra để kích búp thôi. Có tiểu quỷ nè. Đồ này cũng ngon á. Tất cả những cái món đồ này đều ghép được thành từ cung gỗ anh em à. Tất cả những món đồ luôn đều ghép từ cung gỗ. Anh em có để ý không? Tất cả một món đồ này. Loại 2 nè. Nãy giờ tốn tiền up tướng quá anh em à. Tại vì tướng suy vong toàn là mắc tiền không à. Má đâu thật sự. Đây rồi. Hai con. Mình đang thiếu đồ tăng quá anh em à. Mình phải bắt buộc mình lấy cái đồ này cho nó có tăng á. Không có cũng hơi khoai. Úi xồi ôi, hôm nay đã top 1 rồi, đồ đã chuẩn rồi, còn thêm cái một cái giáp thiên nhiên nữa, chịu. Ok. Nãy giờ tiền nó nâng level 9 ta anh em. Tại vì level 9 thì mới đủ đủ slot. Ủa ông kia đi rồi. Sao ra ra nhiều với người ta. Hơi bị ảo. Thôi chắc là mình tích tiền ở level 9 thôi anh em à. Chắc là tích tiền là level 9 thôi chứ tầm này mà roll nữa là sợ là không nâng lên được level 9 là hết game rồi. Khó thế nhở. Vừa phải level 9 là vừa phải Aphelos 3 nữa. Ok. Máu này còn nhiều máu thiệt chứ.
Neko Aishiba. Đầu game giờ không được một cái Neko. Khó thế. Uầy, Rai ra mắt nhiều nha. Mặc dù là trận này có nhiều người chơi Rai lắm á, nên mà tướng 4 tiền mà sao nó ra dễ gì. Tầm 2-3 round nữa là mình lên được level 9 đó. Ui, lại giác vàng tỷ quỷ rồi, ác quỷ rồi. Nice so. Đây rồi, tự ra được một con anh em ơi, tự ra được một con. Khổ vách cái đấy ạ. Giờ phải cố gắng tiết kiệm mà tự động lên level 9 thôi. Nếu mà có Neko thì dễ quá rồi. Ok, tạm thời là như vậy nè. Giờ phải kiếm thêm một con siêu vong nữa nè, con nào ta? Ở The Raven, kiếm dễ mà. Tại vì trước sau gì mình cũng phải bán Garen với lại là con reo á nha anh em ơi, phải bán thì mới đủ slot. Này mình thua cũng được anh em à, mà thua nổi không, thua nổi không, mà Aphelos bắn như này sao mà thua nổi được anh em ơi. Aphelos bắn như này, Aphelos bắn hết. Ủa, thấy được chưa? Thấy Aphelos siêu vong đã ok chưa? Có The Raven nè. Ok. Sao Rai ra nhiều thế này? Sao Rai ra nhiều dữ người ta? What? Aphelos của mình đâu? Aphelos của mình đâu? Chính siêu vong này em ơi, chính siêu vong nè. Mới vô bị giảm mana mẹ rồi. Đấy, úi trời ơi, được chưa? Chính siêu vong nó chất lượng chưa anh em? Wow. Wow, mấy mà chín siêu vong một bắn là cúp luôn. Thiết giáp nè. Giờ lấy gì cũng được anh em à, chủ yếu là ba tì đi. Một con, hai con, thêm một con nữa nào. Đây rồi, ok anh em ơi, một phát roll ba con luôn. Sao lúc đầu nó không ra dễ gì đi trời, lúc đầu nó không ra dễ gì đi anh em ơi, cứ đợi gần lúc cuối game nó mới ra dễ gì, hiểu hiểu. Ok, Aphelos ba sao 9 siêu vong nha, anh em xem đây mới nè, bắn là hơi bị ảo luôn, bắn là hơi bị ảo luôn. Quốc nó cho anh. Con đã bắn nè. Bắn lên, bắn lên, bắn lên, bắn lên. Ui. Ui. Dễ chưa? Mày Aphelos bây giờ là không có bắn bằng đâm tay nữa mà phải bắn bằng skill không à? Một skill cúp luôn. Ảo thật sự ạ. Ông đó như là đang nuôi The Raven 3 hay sao á. Mà hồi nãy mình roll lên một đống The Raven luôn. Ừ,
đó đâu có con gì bắt được con Amphilus của mình đâu. Không bắt được là thua. Mình qua mình bắt con Calista của ổng. Úi xời ơi. Mẹ ơi. Win luôn anh em à. Ok, GG tất cả nha. Tạm biệt anh em, hẹn lần sau nha. Hãy chắc là nhớ like và share ủng hộ cho mình nhé. Bye bye.